year 2023 set new records. Năm 2023 lập kỷ lục mới cho mọi chỉ số về khí hậu. Hôm 19 tháng 3, Cơ quan Thời tiết của Liên Hiệp Quốc trong báo cáo thường niên về tình hình khí hậu toàn cầu cho biết vào năm ngoái, nhiệt độ trung bình đã đạt mức cao nhất trong dữ liệu 174 năm qua. Nhiệt độ trung bình gần bề mặt trong năm ngoái cao hơn 1,45 độ C so với mức tiền công nghiệp, đó là nhiệt độ rất gần đến ngưỡng 1,5 độ C mà các quốc gia đã nhất trí không vượt qua trong Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015. Nhiệt độ toàn cầu phá vỡ kỷ lục vào năm ngoái trong bối cảnh các đợt sóng nhiệt hoành hành trên các đại dương và các sông băng bị mất lượng lớn băng chưa từng thấy. Báo cáo xác nhận dữ liệu sơ bộ cho thấy năm 2023 là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Năm 2023 cũng là một phần của thập niên nóng kỷ lục và nhiệt độ cao hơn còn tiếp diễn. Bình luận về báo cáo, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng điều đó cho thấy một hành tinh bên bờ vực thẳm. Trái đất đang đưa ra lời kêu gọi cấp cứu. Báo cáo trạng thái khí hậu toàn cầu mới nhất cho thấy một hành tinh đang bên bờ vực thẳm. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ đại dương đạt mức ấm nhất trong dữ liệu 65 năm và hơn 90% các vùng biển đã trải qua tình trạng nắng nóng trong năm nay. Cuộc khủng hoảng khí hậu là thách thức rõ ràng mà nhân loại đang phải đối mặt. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO Celeste Saulo sau đó nói với các phóng viên rằng sức nóng của đại dương là đặc biệt đáng lo ngại vì nó gần như không thể đảo ngược. Một khi sự thay đổi được thiết lập, tôi có thể nói rằng nó gần như không thể đảo ngược trong thang thời gian từ 100 năm đến 1.000 năm. Vì vậy, xu hướng này thực sự đáng lo ngại. Báo cáo hôm 19 tháng 3 cho thấy lượng băng trên biển ở Nam Cực đang giảm mạnh. Nó chỉ ra một xu hướng kết hợp với sự nóng lên của đại dương khiến nước giãn nở đã góp phần làm tăng hơn gấp đôi tốc độ nước biển dâng trong thập niên qua so với giai đoạn 1993-2002. Báo cáo cho biết nhiệt độ đại dương ở Bắc Đại Tây Dương đạt nhiệt độ trung bình cao hơn mức trung bình 3 độ C vào cuối năm 2023, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển mỏng manh. Nhiều loài cá đã chạy trốn khỏi khu vực này về phía Bắc để tìm kiếm nhiệt độ mát hơn. WMO cho biết năm 2024 có thể sẽ đạt kỷ lục nhiệt mới. Cái giá của hành động về khí hậu có vẻ cao, nhưng cái giá phải trả nếu không hành động vì khí hậu còn cao hơn nhiều. Báo cáo nhấn mạnh rằng những thay đổi khí hậu mạnh mẽ đang gây thiệt hại nặng nề trên toàn thế giới, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt và hạn hán, di dời và dẫn đến mất đa dạng sinh học cũng như mất an ninh lương thực. WMO chỉ ra rằng số người chịu cảnh mất an ninh lương thực trầm trọng trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi, từ 149 triệu người trước đại dịch COVID-19 lên 333 triệu người vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, tổ chức này đã nêu bật một tia hy vọng là sự gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo. Năm ngoái, công suất sản xuất năng lượng tái tạo, chủ yếu từ năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, đã tăng gần 50% kể từ năm 2022. Ông Guterres nhấn mạnh rằng vẫn còn thời gian để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kéo dài. Theo ông, thế giới vẫn có cơ hội kiềm chế mức tăng nhiệt độ lâu dài của hành tinh dưới ngưỡng 1,5 độ C và tránh được tình trạng hỗn loạn khí hậu tồi tệ nhất. Và mọi người đều biết phải làm gì. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.